không cần phải nói nhiều, hẳn ai quan tâm đến showbiz Việt đều rõ chuyện ế lâu năm của chàng diễn viên Anh Đức. Thậm chí ngay cả khi bạn bè đồng nghiệp, đặc biệt là Trấn Thành ra sức mai mối. Em nghĩ sao về diễn viên Anh Đức? Em nghĩ gì về nghệ sĩ Anh Đức? Em nghĩ gì về diễn viên Anh Đức? Nữa hả? Em nghĩ sao về diễn viên Anh Đức? Anh Đức vẫn chưa có mảnh tình vắt vai, ế lâu năm là thế. Vậy mà không hiểu vì sao trang cá nhân của anh Đức lại toàn ảnh anh chàng chụp cùng các sao nữ, mà còn mỗi ngày một cô, khiến ai xem qua cũng phải bật cười đặt câu hỏi. Vì quá cô đơn nên anh Đức phải làm vậy cho đỡ buồn chăng? Từ Hiền Hồ, Phi Huyền Trang, Mì Dù, Nam Thư, thậm chí là cả vợ bạn Harry Won. Nhưng mỗi nữ nhân chỉ được xuất hiện một lần, chỉ có Hiền Hồ được ưu ái khá nhiều. Trước đó, Trấn Thành và Trường Giang cũng đã nhiều lần nhắc đến việc thầm thương trộm nhớ của anh Đức dành cho giọng ca. Em ngày xưa khác rồi, nhưng nam diễn viên đã phủ nhận tin đồn. Ngoài ra, anh Đức cũng đăng lại ảnh của người tình tin đồn một thời, Phi Huyền Trang. Sau khi đóng chung phim Tết, Bến Bờ Yêu Thương, anh Đức và Phi Huyền Trang bị rò rỉ nhiều tấm ảnh thân thiết tại phim trường. Còn Xuân Hô là vợ chồng. Trên mạng xã hội khiến không ít người nghi ngờ cả hai phim giả tình thật. Tuy nhiên, cuối cùng cả hai đã khẳng định chỉ là đồng nghiệp khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối. Không cần biết vì lý do gì, nhưng khi nhìn vào trang cá nhân của một người ế lâu năm như anh Đức mà tổng thể chỉ toàn hình nữ nhân như thế, đây là một anh chàng đào hoa, thì quả thật là một điều hài hước, ai xem qua cũng phải cười nắc nẻ. Nói về mối tình tin đồn giữa anh Đức và Hiền Hồ, dấy lên từ chương trình Giọng Ai Giọng Ai mà ông Mai không ai khác chính là nam danh hài Trấn Thành Trường Giang. Ý là nếu mà anh thua em thì anh mua cho em 5, còn nếu em thua thì em mua cho anh 5. Không. Em ship đồ ăn cho anh. Đúng. Là, em chắc chắn là anh này hát hay. Anh nói hát dở đúng không? Anh hát không hay. Không hay là dở đó. Thì giờ gây đổ đi. Bây giờ anh không cần ăn. Nếu anh thua em, anh sẽ chung em. Nhưng mà nếu anh thắng em thì em chung anh một lần thôi. Nhưng mà không phải chung cho anh. Chung cho ai? Anh chỉ cần em đi chơi với em trai của anh một lần thôi. Em trai anh bao nhiêu tuổi? Em trai anh bao nhiêu tuổi? Nó cũng có sự nghiệp, nó cũng có nổi tiếng. Không. Anh Đức cũng dễ thương mà. Ai nói Đức không dễ thương đâu. Mà anh đang nói là em đi chơi với anh Đức một lần hả? Hả? Chơi. Trời ơi Đức, trời đất ơi, xem hơn gì Đức. Ngồi nhà được kèo thơm vậy. Anh này hát hay, anh có người giống em không? Không, anh không quan tâm anh bố chuyện. Bây giờ anh quan tâm cái kèo này nè, tự nhiên Đức vô cái kèo ngon vậy. Tự nhiên Đức vô ngon lành ha. Bây giờ làm kèo lại. Nếu như mà bạn này hát hay thì bé Hiền nó phải đi ăn với anh Đức một đêm. Không có, không có. Ăn một đêm. Em ơi, ăn trưa nó vớ vẩn. Không phải Thành. Nè em nữ gặp nhau đi ăn trưa. Trời, đúng rồi. Ăn buổi tối đỡ thấy mụn. Em đừng có chê bạn tôi không, nha. Không, em đang nói em. Tôi khẳng định với em là bạn tôi không có mụn. Bạn tôi chỉ có rổ thôi. Anh ơi tội quá à. Chị ơi, các bạn này nha, Đức cũng thương hết chị. Bữa nay anh đi lăng kim rồi. Trời ơi, em còn dễ sợ hơn nữa Thiền ơi. Rồi, chúng ta sẽ ghi nhận cái này xíu. Đang điện Đức. Ủa vậy? Trời ơi Đức ơi, sao nó hên quá. Nói gì nói phải làm liền chứ để nó chối à. Alo. Alo. Đức ơi Đức. Nó dạ. Giờ á, đang làm cái vụ này. Có một đứa nó ra, nó ca. Cái người ta thử coi coi nó ca hay ca dở. Đứa đó ca dở thì Giang thắng. Đặng nhỏ đó sẽ mua đồ cho Giang ăn. Năm chú phải nói về trước. Còn nếu như mà đứa người đó ca hay thì nhỏ đó sẽ đi ăn với mày một đêm. Ngon nha. Không có nào mà sao sẽ đập vô tao vậy? Không phải bà Lê Giang đâu, miễn tâm. Miễn tâm. Một buổi bao đám đẹp. Bao đẹp, bao thơm. Bao thơm. Em đá đi. Còn dơ dễ sợ nghe đẹp cái đó. Em thích ai Đức? Giờ thích ai thì cho mày đoán đó. Chương trình không lẽ gì Hiền Hồ hả? Hay chưa? Trời ơi, đã nói mà, trời ơi. Đức là sống mấy chục năm chỉ đợi Hiền Hồ thôi. Nếu Hiền Hồ thua, Hiền Hồ hoàn toàn đồng ý đi ăn với mày một đêm. Bây giờ quan trọng là mày lo. Còn thua Trường Giang lo, kệ, đừng quan tâm với Trường Giang. Bây giờ quan trọng là mày có chịu đi ăn tối với Hiền Hồ hay không? Gì? Okay không? Gì? Gì mà có chịu, không chịu thì thôi. Bây giờ nè, có chịu đi ăn với con gái tao không? Gái muốn chết. Xạo, rồi vậy đi, cúp máy nha. Cảm ơn. Bất ngờ thật. Đời bất ngờ thật sự. Ba chỉ nói mày nghe một hung tin như thế này. Dù mày đang làm gì, mày cũng phải giữ bình tĩnh. Sử dụng phần tiền còn lại của đời mình. Set up một chầu ăn
tuyệt vời nhất dành cho nữ ca sĩ Hiền Hồ bởi vì Châu Ăn đã được set up mà Hiền Hồ đã đồng ý. No, Hiền Hồ sẽ trả tiền chứ. Cái gì? Ủa là sao? Ok luôn. Hiền, dạ. Nói chuyện với anh Đức một câu để anh yên lòng. Nói. Em nói đi anh. Alo. Nghe mà. Đức ơi, em nó nói với mày kìa. Sao? Nói đi, nói sao? Đi kìa. Alo. Ủa, em. Ôi, cái giọng nó khác liền lập tức. Ôi, gì em nè. Sao tự nhiên em để mọi người gài kèo gì vậy? Em nè. Mình tự đi ăn được mà. Mình tự mời nhau đi ăn được mà. Thôi nó gài được rồi thôi. Nín đi mày đang nói rồi nó quỷ bây giờ cái thằng. Ok, chấp nhận. Ok, vậy nha, cảm ơn Đức. Sao đắp giờ đi nha. Rồi. Thôi. Nói chung là em giữ chữ tính. Gặp gỡ chung trong nhiều chương trình khác, Trấn Thành vẫn kiên trì mai mối cho anh Đức và Hiền Hồ. Tuy nhiên, đến cuối cùng, cả hai đã lên tiếng với báo giới rằng chỉ xem đối phương là bạn bè, anh em đồng nghiệp. Lời phủ nhận này khiến không ít nghệ sĩ lẫn người hâm mộ tỏ ra tiếc nuối.